xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món thịt lưỡi nướng cho các bạn cùng thưởng thức nha. Giờ mình sẽ cho tất cả gia vị vô mình nướng. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Món này thì mình sẽ ăn kèm với bánh tráng và chấm mắm nêm.